Rồi mấy anh này trình biên phòng xong rồi nha. Rồi quay vô đi anh ơi, chưa được đâu. Cái chuyến này thì chiều dài của nó thì khoảng 19 mét trở lại nha cả nhà, cỡ 20 mét đi, 20 mét trở lại chắc ăn luôn á. Từ Bố Châu ra làm sao nay chạy cũng nhiều, mai chạy nhiều hơn nữa. Cái chiếc thu mua này đang lấy neo cái gì đây. Cái chiếc này sao chạy lùi đây, có chuyện gì đây? Cái neo của anh treo trước nè. Chiếc này dán keo có một thân nữa nha, không có dán hết nha. Rồi lấy neo lên rồi, chạy thôi. Thôi cái neo nó bị cái gì vậy? À dướng là tối rồi. Ê rớt lại rồi, trời ơi. Lên neo xong rồi cuộc dây lại nha cả nhà, không phải để neo chứ không nha. Cái chiếc lưới bao bên kia đã trình xong rồi nha, đã trình chạm xong rồi, bây giờ đi nữa trình một chạm nữa nha. Ok. Mình quay thật là vui, có nhiều thứ để quay lạ lạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều, để mình mau sớm cái nút bạc để mình đi Thái Lan quay nha. Chiếc ghe quốc bảo này chuẩn bị lấy đất đá mà nó làm đi cà dòng gì đây. Chiếc này khoảng 7 mét trở lại nha cả nhà. Thấy cái lái này dễ nhưng mà thật sự thì cái bụng nó bự nha. Bề dài thì khoảng 24 mét trở lại. Lái nhỏng, dáng dân gian. Dáng này là dáng dân gian nha. Trước mặt cả nhà thì một chiếc thu mua, nó đang làm gì đây?
chạy vô lấy đá làm gì đây? Rồi, chiếc này cũng khoảng 6m3 đổ lại nha, 6m3, 6m2 đổ lại. Quá đẹp ha, màu xanh BV99117TS. Đẹp đẹp, chiếc này đẹp, màu quá đẹp. Rồi, chiếc quốc bảo này nó chạy máy Cummins nha cả nhà, Cummins 500 mấy gì đây? Hay là G4? Rồi. Chiếc này lúc trước làm nghề cầu mực với lưới ha, lưới bao, cho nên là ảnh mua lại mới làm thu mua nha. Các chủ Vũng Tàu mua lại làm thu mua. Mới xuống ngụ luôn, cái gì nè, sơn mới chét luôn. Rồi vô lấy dầu cái gì đây, lấy dầu lấy đá gì đây. Rồi chiếc quốc bảo này lùi bên đó nha, lùi bên đó để mà chắc chờ lấy đá trên đậu đó nữa. À, chứ mà cả nhà thì cũng nghề lưới vây luôn, Bình Định 99667TS. Ghe của anh nè, anh em nào thì vô nhận đi nha. Chiếc này bề ngang cỡ 6m8 đổ lại nha cả nhà, bề dài thì khoảng 24m trở lại. Rồi bữa nay chạy luôn anh ơi. Wow. Rồi, ra luôn đi anh ơi. Chiếc bên trước mặt các bạn thì chiếc này là lưới xù nha. Ở đằng sau thì là thu mua, tàu tải. Lưới xù PV8063TS, 5m mấy bề ngang nha cả nhà. Bề dài thì khoảng 17-18m nha. Rồi, chiếc thu mua nha cả nhà, 3 số 6, 6m mấy bề ngang nha, bề dài thì 22m trở lại. Đó, chạy vô đó làm gì đây, để coi anh làm gì đây. À, để mình coi mấy anh ghe cào này làm gì đây. Cào đôi nha cả nhà, chiếc này tàu đực nha, còn bên kia là tàu cái nha. Máy S6R Mitsubishi. Nó có đẩy ký hiệu Mitsubishi nha. Chiếc này bề ngang nó là 6m mấy, 6m mấy nha cả nhà. Bề dài thì khoảng 24m trở lại. Cẩu 3 chân. Cái chiếc tàu đực này 5m mấy nha, cỡ 5m6, 5m8 gì đó. Dài thì khoảng 17-18m. Chiếc này tàu đực nha cả nhà. Ghe Hoàng Vũ, ghe ở Linh Quỳnh mình nha, xứ mình nè. Ghe lái đôi mà quá thấp ha, đời cũ. Tàu cái chạy phía sau, này tàu đực nha, cũng đã từng làm cái đó. Cái này bề ngang nó 4m mấy nha, bề dài thì 17-18m. Rồi chiếc này thì lưới xù nha cả nhà, 5m mấy bề ngang, bề dài thì khoảng 17-18m. Còn phía sau thì đây là chiếc tàu cái, ghe ở xứ mình nha.
Cummins G4, ghe tên Hoàng Vũ, KR95258TS, cabin 3 tầng. Đóng gì tiếu không? Đóng ở trên hơi cao nha, ở trên thấp xuống chút xíu nữa mới đẹp. Bề ngang 5 mét mấy nha cả nhà. Rồi, chiếc này là chiếc lưới xù luôn. Ngang 5 mét mấy, dài khoảng 16 mét trở lại. Đó, phải trình công an thủy cả nha. Cái chiếc Kiên Giang đó là chiều dài khoảng là 22 mét trở lại nha cả nhà. Rồi, bữa nay mình kéo ga dữ rồi. Rồi, cái chiếc Bình Định đó là chạy rồi nha, xong rồi đó. Bây giờ tới cái chiếc Kiên Giang vô trình trạm. À, một chiếc pha súc nha, biển số Vũng Tàu, BV8029TS. À, chiếc này 4 mét mấy bề ngang nha cả nhà, rồi 4m6, 4m8 nha. À, bề dài thì 16, 17 mét nha. Pha súc. À, và đây hai chiếc lưới lưới xù nha, hai chiếc lưới xù. Đang chạy ra. Chiếc này coi BV97179TS. Chiếc này 6 mét trở lại nha cả nhà, 6 mét trở lại nha. Ồ, cái chị này bán kem. Ê, nguy hiểm quá. Chiều dài chiếc này khoảng 21 mét trở lại nha cả nhà. Lưới xù. À, chiếc ghe lú đang chạy vô. Máy ảnh cũng trình trạm xong rồi nha. Còn một trạm biên phòng nữa nha. Quá đông vui. Rồi, 5 mét mấy về ngang chiếc này. Lưới xù. Bề dài thì khoảng 19 mét trở lại, 19 mét trở lại ngay cả nhà. Ok, bữa nay chạy quá đông rồi. Cái chiếc này chạy máy Hino nha cả nhà. Chiếc pha súc này chạy máy Hino. Tiếu không, tiếu không, tiếu không. Để bồ sau lái nhìn tiếu rồi chứ.